Kính bạch chư tôn đức tăng ni, xin kính chào quý vị khán giả. Thùy Linh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Thưa quý vị, khách mời đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có duyên được gặp gỡ và trò chuyện. Anh là một họa sĩ, một nhà biên kịch, một cư sĩ. Dù ở vai trò nào, là những tác phẩm hội họa hay là những tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật thì anh đều gửi gắm vào trong đó những cái nhìn sâu sắc và tinh tế của mình, chiêm nghiệm về con người và cuộc sống với ánh sáng triết lý của Phật Pháp. Và thay đổi khác đi một chút so với thường lệ trước khi chúng ta cùng gặp gỡ với khách mời, xin mời quý vị cùng theo dõi những thước phim sau. Những người quy y theo Phật phải có lòng từ bi. Tâm từ là thứ tình thương có thể đem đến an vui cho người khác. Tâm bi là thứ tình thương có thể làm vơi bớt những khổ đau của người. Từ bi là tình thương không có điều kiện, không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Người có tâm từ bi thì cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc và tươi vui. Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các bạn. Đại chúng nên nhớ, có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là tăng đoàn có thêm những cánh tay đắc lực. Này đại ca, ngay cả danh tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đã đi theo Cồ Đàm. Cồ Đàm, xem ngươi có còn thuyết giảng nữa được hay không. Con người sinh ra không những bị sinh, già, bệnh, chết chi phối. Con người còn phải chịu biết bao điều khổ khác do mình tạo ra. Vì nhận thức sai lầm nên hành động
và lời nói có thể tạo ra đau khổ cho mình và cho những người xung quanh. Những khổ đau vì giận dữ, hờn quán, nghi kỵ và bất mãn đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra. Chính vì vậy, ta không thể thoát khỏi những khổ đau đó bằng cách cầu cứu một vị thần linh nào cả. Ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh đưa đến khổ đau đó. Một khi hiểu được bản chất thực sự của khổ đau, thì ta mới thoát ra được niềm đau khổ ấy. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thước phim để có thể thấy ở đó phần nào những cái nội dung truyền tải của Phật Pháp rất là sâu sắc và yếu tố điện ảnh cũng vô cùng hấp dẫn. Và quan trọng hơn hết, đó chính là những thước phim được viết nên từ tác giả kịch bản của chính khách mời đến với không gian của Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Xin được chào đón một lần nữa cư sĩ, họa sĩ, nhà viết kịch Đỗ Tài. Xin chào Thùy Linh. Mô Phật xin chào quý khán giả. Thưa anh Đỗ Tài, với những thước phim đầu tiên để truyền tải đến khán giả, những hình ảnh và những nội dung chỉ là một trích đoạn thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được đó những cái thông điệp rất là sâu sắc. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện mà anh gửi gắm ở trong đó, trong bộ phim Con Đường Giác Ngộ ạ? Thưa quý vị khán giả, đây là một cái trích đoạn mà trong một cái hang động Đức Phật đang thuyết giảng với Phật tử và với chư tăng của mình. Thì cái đoạn mà Đức Phật nói về lòng từ bi, thì Đức Phật nói là con người quy theo Phật thì phải có lòng từ bi. Lòng từ bi thì sự chia sẻ yêu thương vô điều kiện. Và trong đó thì các bạn xem đó, mọi người đều xem đó, Đức Phật nói là nếu không do những cái vị thần linh hoặc là vị nào mà đưa đến cái sự giải thoát cái khổ đau, mà chỉ có chính mình tìm hiểu cái bản chất của khổ đau, thật sự tìm hiểu ra cái bản chất khổ đau thì mình mới có cái bước ngoặt để mình đi vào cái con đường hết khổ đau. Và có thể thấy những giáo lý của Phật Pháp dường như là soi chiếu trong các tác phẩm nghệ thuật của anh. Nhưng mà Thùy Linh có được giới thiệu từ đầu chương trình, dù là những tác phẩm hội họa hay là những tác phẩm điện ảnh, anh đều gửi gắm vào trong đó những cái thông điệp rất là sâu sắc và có tính nhân văn, để làm sao con người của chúng ta có ý thức để rèn luyện, tu tập và ngày càng trưởng thành hơn, trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình ạ. Công việc cuộc sống hiện tại của anh đang dành nhiều thời gian hơn cho cái lĩnh vực nghệ thuật gì vậy ạ? Là vẽ tranh, viết kịch hay là song hành những công việc đó? Thì vẽ tranh thì ngày xưa tôi học trường Mỹ thuật Huế. Dạ. Thì cũng ra cũng làm công việc vẽ tranh. Thì trong sáng tác đó, thì mình thì con nhà Phật đó, thì cũng hay đọc về lịch sử Đức Phật, về lịch sử tăng chúng. Thì mình cũng chiết xuất những cái tư tưởng của Đức Phật vào để mình làm tác phẩm. Vâng. Thì thông qua tác phẩm đó gọi là văn hóa Phật giáo. Ví dụ như những bức tranh tôi vẽ về Phật giáo như là tỉnh thức, hoặc là ví dụ như là tỉnh thức 1, tỉnh thức 2, vẽ về hoa sen, hay là vẽ về những cái mô típ của chùa chiền. Mình vẽ một cái tỉnh vật thôi, một cái cánh sen rơi hoặc là một cái giọt nước ở trong cái hồ, để cố gắng đưa tới một cái sự tĩnh lặng, cái sự tỉnh thức thông qua ngôn ngữ của hội họa, hình tượng của họa, do cái gam màu, do cái ý mà mình muốn, hình tượng mình muốn xây dựng trong đó, cuối cùng gợi ý và đưa đến cho người ta cảm nhận một ý tưởng về Phật Pháp, đó là hội họa. Và bây giờ bộ phim thứ ba là tôi chọn cái đại đế Ashoka, là một cái vị vua sau thời Đức Phật 200 năm. Ngài cũng là một cái vị đại hộ pháp. Vì sao gọi là đại hộ pháp? Vì lúc đầu là Ngài cũng là nói tới Ashoka thì ai cũng biết, Ngài có hai cuộc chiến tranh lớn, là một chiến tranh trong hoàng cung, một chiến tranh ở Kalinga, một cái đất nước Lăng Bang. Lúc đó ông ta là người rất là hùng mạnh ở nước Ma Kiệt Đà,
ông đánh hết tất cả các nước Lăng Bang và ông chiếm hết. Nhưng mà cái trận Kalinga, khi ông đi thị sát chiến trường á, thì thấy cái chiến trường là bên Kalinga người ta bị chết 100.000 người, và phía bên Ma Kiệt Đà thì chết 10.000 người. Buổi chiều tà đó thì ánh nắng mặt trời nó bắt đầu nó sắp xuống và ánh trăng nó lên. Thì ông đi thị sát thì những cái con người chết thì la liệt, theo kinh mô tả mà sách mô tả gì đó. Còn lại những người mà họ sắp chết, họ thấy hoàng thượng, họ vớ tay lên, họ gọi hoàng thượng cứu họ, nhưng mà rồi họ gục xuống, họ chết. Những cái cảnh tượng đó tự nhiên ông gục xuống và ông bảo ta đang làm gì đây. Có nghĩa là ông thấy cái chết khủng khiếp quá, tự nhiên ông gục đầu xuống và ta đang làm gì đây. Từ đó ông về và ông chuyển hướng, ông không chiến tranh nữa. Và cũng nhờ có nhân duyên là thứ phi của ông là bà Devi. Bà Devi là người theo Phật giáo, và bà mới nói cho ông về Phật giáo, và ông bắt đầu mở một bước ngoặt, cũng lại là một bước ngoặt. Một bước ngoặt quan trọng là ông ta chuyển hướng theo Phật giáo và chấm dứt chiến tranh, là một điều vĩ đại nhất. Dạ. Có cái cụm từ là thay tiếng trống trận bằng tiếng trống chánh pháp. Có nghĩa là thay khi ngày xưa thì ông đánh trống trận để dục quân ra trận để giết nhau. Mà bây giờ thay vì chiến tranh kiểu đó, ông quay lại, ông không chiến tranh như thế nữa, và ông dùng cái tiếng trống chánh pháp là phải chiến thắng cái lòng mình đó. Vâng. Vì chiến tranh ở ngoài biên cương, chiến tranh là do tham sân si mà ra. Mà tham sân si là ở đâu? Là ở trong lòng người. Ừ. Cho nên quay lại diệt cái chiến tranh trong lòng mình, mỗi người phải tự diệt. Lòng từ bi nó ở trong đó thì mới giải quyết được vấn đề chiến tranh của thế giới. Ngay cả Liên Hợp Quốc bây giờ đó, chiến tranh mãi, tới hai đại chiến thế giới. Mới thấy tại sao mình đánh toan hoang hết cả cái thế giới này vậy? Dạ. Thì có cách nào để ngăn chặn chiến tranh chứ? Thì là ban đầu là Hội Quốc Liên kêu gọi đàm phán hòa bình. Thế nhưng mà cũng đâu có ai chịu nghe đâu. Đến đại chiến thứ hai nổ bom nguyên tử thì mới chịu ngồi lại đàm phán. Và đó, cái điều mà Liên Hợp Quốc nghiên cứu, văn hóa Liên Hợp Quốc nghiên cứu, chiến tranh do đâu? Tìm mãi, đào mãi, đào mãi, cuối cùng nó ở trong này, ở trong ý của mỗi người. Mỗi người chúng ta khơi dậy cái ý chiến tranh thì nó sẽ chiến tranh. Như vậy muốn chấm dứt chiến tranh thì từ cái ý này chúng ta ngược lại từ bi. Và có ý thức chấm dứt chiến tranh thì chiến tranh được diệt ngay trong lòng của mỗi người. Dạ. Cái điều mà bây giờ Liên Hợp Quốc mới thấy cần thiết, và Liên Hợp Quốc ra đời xong rồi mãi đến những năm gần đây thì được phát triển hơn một bước nữa, là đem Đức Phật đi khắp nơi trên thế giới, mỗi nước mỗi năm là kỷ niệm về Đức Phật. Là gọi là ngày Vê Sắc. Vâng. Đản sanh thành đạo và niết bàn, nhằm để lan tỏa cái từ bi và trí tuệ của Đức Phật, để cho đó là một cái đóng góp để góp phần ngăn chiến tranh thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp để bên nào cũng được thừa hưởng đồng đều số lượng nước tưới, thay vì đem công sức ra để mà giết nhau, thì chúng ta nên hợp sức lại để nạo vét dòng sông, giữ gìn vệ sinh chung, ngăn đập lấy nước dùng chung, dân ở mỗi bên lấy nước một ngày sử dụng, tiết kiệm trong thời gian hạn hán. Như vậy có phải tốt hơn hay không? Các người thấy đó, trong một cuộc chiến tranh thì bên nào cũng là bên bị thua. Các người gây chiến tranh, bên nào cũng có binh sĩ bị chết, rồi vợ con của họ sẽ là những người khổ nhất. Ta khuyên các ngươi không nên tranh chấp theo kiểu này, mà hãy đoàn kết thì sẽ tốt hơn. Tất cả mọi người hãy mau rút về, lo cho những người bị thương. Cho con đợi, nhanh lên. Nhanh lên, một tay nữa.
có thể thấy là làm phim về mảng đề tài thật sự là không dễ dàng gì liên quan tới Phật giáo. Để có được điều này chắc chắn anh cũng đã phải trau dồi cho mình sự hiểu biết, kiến thức đủ sâu rộng và tinh tế và sâu sắc để có thể đúc kết đưa những cái vấn đề vào phim và đến gần hơn với đại chúng ạ. Và chúng tôi rất là tò mò, không biết là cái ý thức giác ngộ cũng như là cụ thể là cái hành trình tu tập, cơ duyên đến với Phật Pháp cụ thể như thế nào đối với anh Đỗ Tải ạ? Bố Phật, thế này, cơ duyên thì tôi thì nhiều bước ngoặt lắm. Thứ nhất là cơ duyên bước ngoặt thì cái may mắn của mình là sinh ra thì mình đã ở trong cái gia đình có Phật Pháp. Hằng ngày cũng ngắm Đức Phật trên bàn thờ, cũng nghe mẹ tụng kinh, cũng nghe gia đình nói về Phật giáo. Cảm thấy cái sự gần gũi ngay từ nhỏ đúng không? Nhưng mà điều đặc biệt, khi tôi lật cái quyển, lúc còn 9 tuổi tôi lật cái quyển Truyền cổ Phật giáo. Dạ. Trong đó nó có bài rất là hay là làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Bài học đáng giá 100 lượng vàng hay là 500 lượng vàng gì đó. Bài học đáng giá cuối cùng. Bài học đáng giá đó là cái gì? Cái câu chuyện nó kể rất là hay mà nó tính hấp dẫn rất là cao. Cuối cùng bài học đó được mở ra là làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Vâng. Thì cái đó thì nó nhắc nhở mình. Đã in sâu ngay từ khi mà anh vẫn còn nhỏ câu chuyện đó. Rồi sau đó lớn lên khoảng 16, 15, 16 tuổi, 17 tuổi đó. Rồi cũng hay đi chơi rồi này kia rồi. Về thì cũng mình cũng không có chỗ tụng kinh là lúc đó còn nhỏ. Thì chủ yếu là nghe mẹ tụng kinh. Ngày hai thời. Đầu hôm và sáng sớm. Thì có những lúc mình ngủ sáng sớm mình nghe bà tụng kinh. Nhưng cái câu kinh mình lưu ý nhất là cái câu kinh Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình đặt cái câu hỏi đó. Mình là chúng sanh thì mình biết rồi. Mà Phật lúc đó thì mình thấy mình là cái gì đó cao siêu lắm. Và thì đương nhiên là Phật là cao siêu. Nhưng mà tại sao trong câu kinh này nói rằng Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình đi tìm hiểu cái giống nhau giữa Đức Phật và chúng sanh và cái tánh rỗng lặng đó là cái tánh gì. Vâng. Từ đó mày mò đi tìm hiểu nữa. Rồi cũng phải qua nhiều lớp giáo lý ở các chùa, cũng đọc, rồi mới hình thành dần dần lên. Để hiểu được những điều mà có lẽ những ai mà là những người đầu tiên khi quan tâm và tìm hiểu Phật Pháp, những cái điều cơ bản như anh Đỗ Tài vừa nhắc tới như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thì làm cách nào để chúng ta biến những điều đó trở nên gần gũi và thân thuộc hơn đối với chính cuộc đời của mình, đối với chính giai đoạn của mình hả anh? Các bạn đến với Phật Pháp á, hãy nhớ cái bài kinh Kalama. Kinh Kalama, cái vùng đất đó có tên Kalama. Khi Đức Phật đến cái vùng đó thì người Kalama hỏi Đức Phật là ở đây rất là nhiều cái vị giáo chủ đến, họ cũng người nào cũng nói đạo của họ hay, đạo tốt, mà chúng con không biết theo đạo của ai. Thì Đức Phật mới nói rằng chớ vội tin điều gì do truyền thống để lại, chớ vội tin dù do điều đó được đồn đãi, chớ vội tin dù người đó là thầy của mình hoặc là người thân cận quý mến của mình, mà sau khi mình cảm nhận, chiêm nghiệm, thực hành, thấy pháp đó là thiện lành, pháp đó là an lạc thì hãy theo. Như vậy Đức Phật, ngay cả những điều Đức Phật dạy, Đức Phật cũng không muốn mình tin một cách mù quáng, và hãy tìm hiểu nó. Khả năng giác ngộ là Phật, con đường giác ngộ là Pháp. Người dân hiến tâm hồn và thể xác cho cái con đường đó gọi là tăng. Vâng. Thì ai đủ ba cái yếu tố đó gọi là tam bảo. Thì tin là tin vào tam bảo như thế. Khi học Phật Pháp á, thì phải văn, tư và tu. Văn là học kinh điển của Đức Phật để lại. Đã dịch ra nhiều thứ tiếng rồi đó. Rồi với tư duy và tu theo cái lộ trình đó. Và thực ra lúc văn cũng là lúc tư, và lúc tư cũng là tu trong đó rồi. Dạ. Vì đọc thì mình phải tư duy cái câu đó. Mà tư duy cái đó mình ngộ đó, mình giác ngộ đó là nó có trong não mình. Và từ đó mình làm ý này á, nó mới dẫn đầu các hành vi của mình. Mình thấy có an lạc hạnh phúc và mình muốn truyền cái ánh sáng Đức Phật đó, ánh sáng Phật Pháp đó cho mọi người. Nhìn lại cả một hành trình tu tập trong cuộc sống cũng như là sự nghiệp, rất là muốn lắng nghe những câu chuyện cụ thể
những cái dấu mốc trong cuộc đời mà anh có thể coi là bước ngoặt, hay là những cái dấu mốc đáng nhớ, nó có những câu chuyện gì à anh, những cảm xúc gì đã được lưu lại qua những khoảnh khắc đó, là vui buồn hay là những điều gì đã xảy ra ở những bước ngoặt chính với cuộc đời của anh? Bước ngoặt thì nhiều, nhiều bước ngoặt. Vâng. Ví dụ như là khi mình lúc đó mình thành hôn và mình cảm thấy trong hôn nhân mình không có hạnh phúc và có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra, thì mình không có cái hướng đi, mình không tìm ra được con đường mới để mình có hạnh phúc, thì bắt đầu mình đi vào trong những cái khóa tu. Vâng. Thì trong những khóa tu đó mình dựa vào chánh pháp và mình an ổn được, và sau đó mình sẽ lèo lái được cái bước ngoặt cuộc đời. Ừ. Lúc bây giờ nó tương đối tốt hơn. Vâng. Khi mà chúng ta hiểu rồi, ví dụ như một câu chuyện mà anh vừa chia sẻ, những cuộc gặp gỡ, hội ngộ rồi lại chia ly, có lẽ là đôi khi là sẽ để lại cho chúng ta những cái cảm xúc luyến tiếc hay là day dứt. Nhưng mà khi mà chúng ta có học chánh pháp, chúng ta có ánh sáng của Phật pháp, thì sẽ phải thay đổi góc nhìn, thì sẽ nhìn nó bằng cái quan điểm như thế nào ạ? Thế này nè, thứ nhất là mình phải thừa nhận đó, cái thừa nhận lớn nhất mà Đức Phật đã chỉ cho mình đó là mọi cái nó đều nó vô thường. Vâng. Ừ. Nó có sanh lên, nó có diệt xuống. Ừ. Nó cũng đều phải vô thường. Ví dụ như hôm nay người ta có thể nói là kết bạn với mình, yêu thương mình, một người bạn làm ăn mình cũng vậy, hay là người yêu của mình cũng vậy. Mình lúc đó thì do họ không tu tập á, thì họ tìm thấy, họ tìm cái hạnh phúc ở những cái ngoài đời, cho nên dần dần họ xa cách mình. Ừ. Và như vậy đó là nó sinh ra cái vô thường, nó sẽ xảy đến. Nhưng mà nếu, cho nên là Đức Phật mới dạy là phải đồng tín, đồng trí, đồng thí và đồng giới thì mới bền lâu. Ừ. Ví dụ như nếu cái người bạn của mình trong cơ quan hoặc là người bạn đời của mình mà không cùng đức tin, thì họ, ví dụ mình thích tìm an lạc ở trong chánh pháp thì họ lại tìm an lạc, họ cho là an lạc ở ngoài kia, thì cái đó là cái đã sẽ khập khiễng, và cái nhịp bước nó sẽ không, nó bị lỗi nhịp. Vâng. Rồi thì đấy, đồng tín là đồng đức tin. Vâng. Ví dụ như là tin về Đức Phật. Rồi đồng trí là phải học tin, rồi nhưng phải học về giáo lý nữa. Ừ. Học về Phật pháp là phát triển trí tuệ, phải đồng cái trí tuệ đó. Rồi đồng thí là cùng nhau vui vẻ chia sẻ những cái vật chất mình có đối với mọi người. Lời ăn tiếng nói cũng là một chia sẻ Phật pháp, chia sẻ lời ăn tiếng nói, động viên cũng là từ thiện. Ừ. Rồi đồng giới là hai người cũng phải bị quy định bởi cái giới của Đức Phật. Ví dụ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vâng. Vân vân. Đó. Rồi đấy, thì những cái đó, cái giới đó thì sẽ được hạnh phúc trong gia đình. Và không những hạnh phúc đời này mà Đức Phật nói là đời sau sẽ gặp lại và tiếp tục hạnh phúc nữa. Vâng. Là hôn nhân và gia đình là đồng tín, đồng trí, đồng thí và đồng giới. Dạ. Có dễ dàng không để chúng ta có thể tìm kiếm những người bạn đời đồng cùng chúng ta ở nhiều điều như thế hả anh? Thì nói chung thì cũng thuộc về nhân duyên nữa. Dạ. Thứ nhất là nhân duyên nhiều đời. Nhiều đời mà đã từng bạn với nhau đó. Bạn tốt thì đời này nó gặp lại, ngày xưa đã biết rồi, đã nhớ lại thì bắt đầu người ta sống theo cái đó một cách nhẹ nhàng, không có gì vấn đề xảy ra là hạnh phúc. Dạ. Còn nhân duyên kiếp trước mà mình có gọi là gây cái oan trái gì với người ta, người này lúc này có thể cũng có thể gặp lại. Mình nếu mình có trí tuệ, mình hóa giải cái đó và đồng thời cũng hóa giải cái đó thì nó sẽ hạnh phúc. Vâng. Ừ. Rồi đó thì còn lại đó thì muốn tìm những người đó tốt nhất là tìm ở trong chùa. Vì họ đang đi trên con đường đó. Ừ. Thì mình đi trên con đường đó thì hai người Phật tử lấy nhau thì có phải là nó đồng bốn cái đó không? Vâng. Ừ.
Cho nên là bây giờ mình thấy là quý thầy mà làm cái hoằng thuận ở trong chùa đó rất là hay, bởi vì tạo một cái năng lượng rất tốt cho cái cặp vợ chồng đó bước đầu bước vào một bước ngoặt mới cuộc đời có gia đình. Và ở đó có oai lực của Đức Phật, là kinh điển Đức Phật, và cái sự sống thiện lành nó luôn luôn ở trong não mình và bao trùm ở mọi người. Thì cái năng lượng đó, oai lực của Đức Phật, oai lực của chư thánh và oai lực của quý thầy ở đó cùng với lại đại chúng nữa, nó làm một cái sự cam kết, nó làm một cái năng lượng, nó tác động vào mình và nó mở ra một bước ngoặt mới đầy đủ hạnh và tuệ. Hạnh là đức hạnh, tuệ là trí tuệ. Đấy, thì cái hoằng thuận trong chùa là một cách hoằng pháp, một cách làm đạo mới mà vẫn đúng chánh pháp. Bởi vì Đức Phật không phải chỉ nói pháp cho người xuất gia, mà Ngài cũng rất lưu ý tới Ngài người tại gia. Người tại gia thì họ vẫn có đời sống gia đình, cũng phải vẫn chăn gối, nhưng mà một vợ một chồng thôi, không tài dâm. Thế thì cái hoằng thuận đó sẽ rất là hay để mở ra một cái gia đình có hạnh tuệ, và từ đó họ sinh con ra, rồi con họ cũng sẽ ở trong cái thế giới của hạnh tuệ đó, của từ bi hỷ xả đó, cùng với đại chúng sống. Có phải như vậy nó đẹp cho xã hội không? Tốt đời và đẹp đạo. Đó là lý do mà tại sao thưởng thức những tác phẩm của anh, hội họa hay là điện ảnh, những bộ phim thì đều thấy ở đó những cái vấn đề rất là gần gũi chân thực, và đều thấy những cái hướng đi, những cái thông điệp truyền tải. Linh rất là ấn tượng với cái bức tranh mà anh vẽ và có tựa đề phía dưới là Tôi là ai? Tôi đến đây làm gì? Tôi ở đâu? Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái tác phẩm đó ạ? Tác phẩm đó mình vẽ cách đây mấy chục năm, hồi rất trẻ. Thì trong cái đó sự... là câu hỏi của chính anh ở thời điểm đó ạ. Đó, mình câu hỏi của chính mình đó, mình cũng đang ở trong cái tâm trạng gọi là còn vô minh, còn mê. Cũng thấy khổ mà không giải quyết được. Mình đặt ra những cái câu hỏi đó, thì nó là mình vẽ bức tranh đó là nó diễn tả cái vũ trụ xung quanh, âm dương vũ trụ, những cái hạt này hạt kia, những con gọi là những con vật mà nó gọi là nó chưa đặt tên được. Mình vẫn vẽ trong đó. Rồi lúc đó tự nhiên mình vẽ, mình hồi đó tóc mình dài lắm, mình vẽ mình mặc áo vàng. Thì có phải rằng tự nhiên ở trong tâm thức mình đã bảo rằng mình phải hướng tới cái đường đạo. Mà như những chia sẻ lần trước mình có chia sẻ với các bạn đó. Là cái tác phẩm đó là chính một vị linh mục xem xong rồi bảo là sau này đổ tài đi tu. Thì Ngài thấy rằng là khoác chiếc áo vàng và đặt ra những câu hỏi lớn cho vũ trụ và cho chính mình. Thì chỉ, nếu mà đặt càng sâu cái đó là chỉ phải đi tìm con đường để giải thích cái đó thì dần dần phải tu. Và Phật giáo sẽ giải thích hết cái đó. Ta từ đâu đến? Thì bây giờ thì hiểu là ta từ nghiệp mà đến. Đến đây để làm gì? Đến đây để hiểu được mình có nghiệp như thế nào và mình hóa giải cái nghiệp đó như thế nào. Bằng nghiệp, nghiệp là A. Nó từ kiếp trước đến tới kiếp này vẫn cộng nghiệp. Kiếp này cộng vào nữa là B, là nó bằng AB. Rồi. Như vậy ví dụ như cái nghiệp kiếp trước là một cái ly màu đen. Nhưng mà đến kiếp này mình đưa một cái ly nước trắng, mình cứ đổ mỗi ngày mỗi giọt thì cái đen này dần dần nó sẽ thành trắng và nó hóa giải được cái đen xì đó. Có thể dùng được. Thì đấy là vấn đề mà mình sau này mình thấy là ta từ đâu đến, nghiệp đưa ta đến đây. Và đến đây sống, hiểu được nghiệp, hiểu được Phật Pháp và tìm cách giải nghiệp. Rồi sẽ đi về đâu? Anh tạo cái nhân quả nào thì đi theo cái nhân quả đó. Nhiều bức tranh của anh cũng thể hiện ở trong đó ngôn ngữ trẻ thơ ấy anh. Tại sao anh lại lựa chọn được cách thể hiện như vậy ạ? Trẻ thơ là tuyệt vời. Những cái nét vẽ nếu mà nhìn qua có thể thấy có cái gì đó nó có sự nguệch ngoạc, nhưng mà nhìn sâu thẳm thì lại cho chúng ta rất là nhiều những cái chiêm nghiệm suy tư mà dung cảm của mỗi người ấy. Mình tự nhiên mình thích cái thế giới của trẻ thơ, cái thế giới hồn nhiên. Nó rất là ít tham sân si.
nó sống hồn nhiên và nó trong trẻo. Và cái thế giới đó mà khi mình tu đó, cái nghiệp mình nó bị chồng chất lên, mà khi mình tu mình giải nghiệp bắt đầu sống trở lại hồn nhiên như một đứa bé đó. Vâng. Ừ. Nên đấy, cho nên là tự nhiên cái hồn nhiên, cái trong sáng của đứa bé đó, nó tự nhiên nó hít mình. Ừ. À, mình thích nó cho nên mình vẽ các hoạt động của trẻ thơ, từ những cái trẻ sơ sinh rồi nó chơi nó như thế nào, trẻ lớn lên, nhất là trẻ em nông thôn rồi trẻ em đường phố. Ngày xưa có 5-6 năm mình làm ở trẻ em đường phố cho nên mình vẽ về các bạn đó. Vâng. Rồi trẻ em nông thôn, rồi những cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng của những đứa bé. Vâng. Mình nguyên có đã triển lãm nguyên một phòng tranh. Ừ. Vẽ cho tuổi thơ. Ừ. Cái đề tài nó tự nhiên nó hít mình. Vâng. Là mình phải đi theo và vẽ. Thực ra mình sống nhiều thì sống nhiều mà không biết cách lọc bỏ những cái tạp chất đi đó. Ừ. Thì nó trở thành một cái đống nghiệp. Ừ. Còn bây giờ mình lọc những cái tốt thì cái tốt mình bỏ vào thì nó cũng là cái nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Vâng. Nghiệp tốt, nhân tốt thì nó sinh ra quả tốt. Ừ. Mình nhân quả là một cách nói ngắn thôi. Dạ. Chứ còn ở giữa nhân và sinh ra cái quả, quả như thế nào là cần cái đoạn giữa là cái đoạn duyên. Ừ. Nhân thì phải lưới cái duyên rồi nó sinh ra cái quả. Vâng. Và bây giờ mặc dù bộ phim Con đường giác ngộ cũng đã có tuổi là 10 năm rồi, hay là Tìm về bến giác cũng phải 7 năm đúng không anh? Ừ. Nhưng mà những cái thông điệp và triết lý của nó vẫn còn đến bây giờ, và mỗi khi xem phim và cho chúng ta thấy những cái sự đúng đắn ở từng thời điểm trong cuộc sống. Anh đã vượt qua và hiện thực hóa những cái mong muốn của mình như thế nào ạ với những bộ phim như vậy? Bây giờ ngồi ôn lại cái kỷ niệm đó thì rất là nhiều kỷ niệm. Ừ. Vượt qua đó thì thế này, nói thì nó dài, có nghĩa là không phải tự nhiên, không có cái gì trên đời này tự nhiên mà nó có hết. Vâng. Nó có nhiều nhân duyên, có những cái bước ngoặt. Ví dụ lúc mình đi tu ở dưới núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu đó, mình đọc về kinh Đức Phật, trong đó mình đọc cái quyển sách Phật và Thánh Chúng, trong đó mô tả rất là rõ ràng. Dầu hồi đó là mình chưa có ý thức gì về làm điện ảnh hết, nhưng trong não mình vẫn dấy lên cái ý tưởng rằng cái này làm phim thì hay lắm và ích lợi biết bao. Cứ nghĩ như vậy thôi. Thì sau mấy năm tu ở dưới chùa rồi đó, rồi mình đọc thêm, rồi mình lên trên thành phố Hồ Chí Minh này, mình làm việc, mình đi dạy về vẽ tranh đó. Thì có người mời mình vào làm hãng phim. Thì mình nghĩ là ủa sao tự nhiên là tôi không có làm phim gì hết mà mấy ông mời tôi làm phim cái không. Anh không làm phim nhưng mình học mỹ thuật. Mỹ thuật nó dính với phim rất là nhiều. Và trao đổi đó thì họ cảm nhận mình là người có thể làm trong điện ảnh được. Và mình thấy cũng có lý, bởi vì trước cái khi học mỹ thuật thì mình là một cái diễn viên sân khấu và cũng đã viết những kịch bản nhỏ nhỏ ở địa phương đi thi. Ừ. Cái thời mà còn bao cấp đi thi hợp tác xã rồi đó. Mình vẫn làm. Rồi sau này cộng với mỹ thuật học thì điện ảnh á, hình ảnh và câu chuyện. Vâng. Nó gắn bó mật thiết với nhau. Thế thì người ta tín nhiệm mình thì thôi mình cứ làm. Là mình học hỏi theo, mình đi tìm tài liệu qua hãng phim Giải Phóng, học viết kịch bản với anh Phạm Thị Nhân, thì từ đó mình bắt đầu mình viết. Thế thì lên trên mạng chùa Hoàng Pháp chiếu phim Phật giáo rất là nhiều, tự nhiên mình nảy ra cái ý phải xuống làm việc với thầy Chân Tính. Ừ. Và mình đi thẳng tới chùa Hoàng Pháp và xin gặp thầy. Sau khi tâm sự với thầy là nên làm phim lịch sử về Đức Phật. Hồi đó mình rất trẻ thì thầy nhìn mình từ đầu đến chân cũng nghi ngờ lắm. Ông nào nói vậy, ông có làm được hay không? Nhưng mà hình như thầy cũng cảm nhận được. Tất nhiên khó, nhưng mà mình nghĩ là cái gì làm thì đúng, cái quy trình đúng của nó thì nó sẽ được. Dù khó khăn thì mình phải vượt qua. Tất nhiên cái gì nó cũng khó khăn hết. Cứ sốc vấn đề lên làm và bằng cái tâm chính của mình đó, mình lèo nó theo đúng cái quy trình đó, thì nó sẽ lòi ra những cái chất lượng. Ừ. Đó là cách làm việc, quy trình làm việc. Vâng. Cho nên việc đầu tiên là thì nói gì nói con sẽ viết cái đề cương cho thầy. Thầy rất là hay, thầy nói câu mình vẫn còn nhớ là ông nói thì làm đi nha, không phải nói là để đó đâu. Nhưng có lẽ hồi đấy là thầy vẫn có một chút gì đó nghi ngờ ở cái thời thì điểm bắt đầu. Bất cứ có quyền nghi ngờ, phải nghi ngờ thì mới thành công. Ừ.
Tại vì anh nghi để động viên. Ví dụ như là anh phát tâm như thế, nhưng tôi động viên anh là anh nói là anh phải làm tiếp. Chứ đâu nói là câu nói chứ phải là thành công. Nói ra là một trong những cái bước thành công thôi, cộng cái này cộng kia cộng thực hiện rồi mới thành là thành quả. Thì thầy nói vậy là thầy làm cái động lực cho mình. Mình về nghĩ là chắc chắn là thầy sẽ ủng hộ mình làm. Bởi vì thầy đã nói là ông nói ông làm đi, hôm nay để đó. Thì còn cái gì nữa không? Đi giao tiếp, đi xin việc, đi tìm cái đề tài làm mà có người nói. Giống như là ông thách thức nhưng mà động viên. Vâng. Cuối cùng sau 6 tháng mình đem xuống một tập đề cương, mình trình cho thầy. Thì đương nhiên là thầy là một vị đạo sư mà, thầy đọc, thầy cảm nhận. Thì có cái tính gọi là thống nhất cao, bởi vì thực ra mình cũng phải lấy từ trong kinh điển. Mà thầy thì thầy đọc là thì cũng ra có cái nhãn quan của kinh điển mà thầy đã học. Thì có sự thống nhất cao. Từ đó mới viết thành kịch bản. Mỗi lần viết tập một viết xong tập là gửi thầy đọc liền. Vâng. Chỉnh sửa ngay từ đầu. Rồi làm ra được 4 tập, mỗi tập 90 phút như vậy rồi tính tới chuyện sản xuất. Vâng. Nhưng thầy vẫn tính rất là kỹ. Thế thì thầy cũng còn đang trước khi bước vào sản xuất phim là quay ra hiện trường quay đó. Thì thầy cũng phân vân, mình thấy được thầy phân vân mình đứng lên. Tự nhiên trong tâm mình lúc đó mình phát cái lời phát nguyện liền. Lúc đó không biết sao mà tự nhiên mình đứng lên mình nói: "Thưa thầy, con xin xả cái thân này. Dầu có xả cái thân này con cũng làm cho thành công bộ phim." Cái câu đó câu mình có chia sẻ trên mạng đấy. Vâng. Thế thì mình phát nguyện như vậy. Thì sau đó thì thầy đồng ý làm. Nhưng khi gặp anh Công Hậu, vì trước đây anh làm phim Phật giáo là cái phim Ánh Đạo Vàng. Nhưng mà ảnh thì rất là thiết tha với cái kịch bản này. Ảnh đọc mà mình nhớ là cái điều mà anh nói với mình: "Anh Tài ơi, tôi đọc phim của anh, kịch bản anh sao thấy nó nhấp nhô vậy?" Mình thấy được rồi. Thứ nhất là thấy ảnh cũng rất là muốn làm. Cái nhấp nhô đây là các cái đợt sóng của kịch tính. Nguyên tắc của kịch bản á, cái làn sóng thứ hai phải cao hơn làn sóng thứ nhất. Vâng. Thì kịch tính nó cao lên mới tính hấp dẫn, mới cao lên được. Vâng. Mà anh đọc bằng chữ viết thôi, hình ảnh nó làm cho anh thấy nó nhấp nhô, thì thấy là cái độ sinh động. Vâng. Còn vấn đề Phật Pháp á, thì đương nhiên là phải lấy từ kinh điển hết, không dám rời kinh sách ra. Tham khảo rất là nhiều. Thầy trò anh em cùng nhau quyết tâm làm. Làm thì nó vướng ở đâu thì mình sẽ giải quyết từ đó theo đúng cái quy trình. Vì diễn viên ban đầu tiêu chí chọn như thế. Vâng. Chọn chưa được thì phải chọn lại. Thế là trước mọi vấn đề mình luôn có ý thức là tìm giải pháp và tìm tiếng nói chung ạ. Đấy. Thì sau này thì cái phim cũng được người ta đón nhận nhiều, và đặc biệt là liên hoan phim Phật giáo thế giới Liên Hợp Quốc thì đón nhận. Nhờ đó mà sau đó thì mình xin về dự án thứ hai là tìm về Bến Giác. Có lẽ là đến dự án thứ hai thì cũng sẽ không phải nhận nhiều sự nghi ngờ như lần đầu tiên nữa anh nhỉ. Mà sẽ có được sự ủng hộ ngay từ đầu. Đó. Thì tìm về Bến Giác thì mình có thưa với thầy là: "Thưa thầy, là thứ nhất là tăng chúng, Đức Phật và tăng chúng thầy làm rồi. Còn Đức Phật và ni chúng cũng rất là quan trọng. Mà thầy đã làm phần 1 thì phần 2 thầy phải làm. Thì ông phải viết kịch bản đi." Như vậy là mình phải về lục hết kinh điển ra, những cái gì có nói liên quan đến Đức Phật và ni chúng. Vâng. Ai là người ủng hộ cho ni đoàn ra đời? Người nào là người đầu tiên xin cho nữ giới xuất gia? Và nữ giới xuất gia ở lúc đó không phải là đơn giản. Vì một cái xã hội phân biệt giai cấp, trọng nam khinh nữ, xã hội Bà La Môn không cho người nữ đi tế lễ. Thế thì mà Đức Phật á, là không xóa bỏ giai cấp mà. Đức Phật nói là không có giai cấp trong dòng máu đỏ và nước mắt mặn. Thì Ngài tìm một cái cách nào đó để cho ni chúng ra đời mà cũng phải cho nó không bị cái sự phản kháng của xã hội đương thời. Nên Thầy có, Ngài có
có suy nghĩ, thời gian hơi kéo dài thì cái vị gọi là Mahabasa Ba Đề là mẹ kế của Đức Phật. Vâng. Nó thể hiện cái tinh thần cầu đạo, cạo đầu, đắp y đi đến xin Đức Phật nhờ ngài A Nan ủng hộ. Thì sau Đức Phật mới ra cái bát kính pháp cho nữ giới đi tu. Bát kính pháp là cái phương tiện, vâng, cái bản lề để mở ra. Đó là một cái cách vừa để cho ni giới tu tập, vừa cách để đối phó với xã hội đương thời lúc bây giờ. Đó là một cái cách tuyệt vời mà Đức Phật xử lý trong cái giai đoạn đó. Thì đó thì cái câu chuyện của Phật và ni chúng, và được đánh giá là bộ phim về ni chúng đầu tiên trên thế giới. Rất là muốn lắng nghe cái quan điểm của anh Đỗ Tài về góc nhìn Phật pháp trong cái xã hội hiện đại ngày nay là như thế nào ạ? Thì xã hội đó, thế giới nói chung thì là Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới thì có Phật giáo và họ đã hành trì rất là tốt. Ngay cả cái thiền Vipassana đó, những người không theo Phật giáo người ta vẫn sử dụng, bởi vì phương pháp thanh tịnh, lọc cái tâm mình để thanh tịnh. Một cái thanh tịnh đó giống như cái hồ nước nó trong. Mà trong thì nó có đời sống tỉnh thức, mà tỉnh thức thì sẽ nhìn mọi người đến với mình với tâm gì, đến với mình như thế nào và mình như thế nào đó, rồi tất cả những cái đó này không qua cái thiền, họ phải sử dụng cái thiền định đó để làm cái chất liệu, làm cái mà để cho người ta sống. Thì đó tính đương đại. Hiện nay nhiều đất nước, những người không theo Phật giáo vẫn thiền định Vipassana. Rồi lại đối với Việt Nam mình đó, thì Phật giáo là đồng hành với dân tộc. Đồng hành với dân tộc. Và đặc biệt đó, tuyệt vời, cái đất nước mình nó có phước nhiều lắm. Và cái tố chất của dân tộc này rất là hay. Ví dụ như Phật giáo truyền qua Trung Quốc rồi truyền qua Việt Nam. Thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cụ đi theo con đường giác ngộ đó. Và Đức Phật Trần Nhân Tông là đối với Việt nước, đối với xã tắc Sơn Hà và đối với Phật Pháp, hai lĩnh vực đạo và đời ngài đều thành công hết. Và như tôi thấy Phật giáo Việt Nam cũng và dân tộc Việt Nam đang ứng dụng cái đó, vừa đạo tốt đạo vừa đẹp đời. Thì đó là lấy cái tất cả những cái gì mà Đức Phật Trần Nhân Tông để lại thì sử dụng. Vâng. Ví dụ về thiền, thiền Trung Quốc cũng dữ dội lắm, nhưng qua ngài Trần Nhân Tông, ngài nói rất là Việt Nam. Một câu là đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Vô tâm đây là không phải mình lành lòng với cuộc sống, nhưng mình vẫn giải quyết vấn đề cuộc sống, nhưng mình đừng bị dính mắc. Vẫn làm, vẫn giúp họ, nhưng mà mình vô tâm, mình không bị dính mắc bởi việc mình làm. Phải làm không phải cầu danh. Rồi làm đôi khi cũng không vì quá lợi mà làm. Đối cảnh vô tâm là có nghĩa là mình đừng bị dính mắc. Cái đó là cái ổn nhất và sẽ làm việc hoài. Thắng thì không kêu mà bại thì không nản. Thì đó là cái mảnh đất mà mình cứ làm hoài, mình thấy mình rất là thú vị đó. Và bây giờ Việt Nam mình thì đó, trong các chùa đó thì bắt đầu tập cho các em đến. Mình rất là thích cái chương trình mà búp sen từ bi đó, là nó búp thôi. Thì bắt đầu chỉ là bắt đầu gieo mầm đấy. Gieo mầm đó. Dạ. Và mình đi số chùa là thú vị là biết thiền định. Vâng. Biết ngồi thiền định. Mà cái việc gieo mầm đấy lại càng ý nghĩa hơn khi mà đặt vào những người trẻ. Nó đã nhen nhóm một cái kiến thức, một cái năng lượng đó, một cái hạt mầm đó. Hạt mầm nó lớn dần lên. Búp sen thì nó dần dần nó thành có hoa sen. Đó. Thì làm sao không tốt được. Bởi vì nếu không á, thì cái não này nó sẽ tiếp thu những cái hạt giống không tốt. Và ngay từ đầu là mình ươm mầm hạt giống tốt rồi. Muốn có hạt giống tốt thì mình phải cho nó vào môi trường tốt chứ. Phải bước tới cổng chùa rồi đi vào chùa chứ, không đừng có bước tới quán bar. Đừng có rủ nhau đi nhậu mà hãy rủ nhau đi hành thiền. Và dần dần cái thiền định và cái ngôi chùa Phật giáo đó, nó trở thành một cái thực phẩm tâm linh mà họ cần phải đến, và họ đến, không đến họ không chịu được. Thì cái này mới thay thế được cái gọi là cái hưởng thụ thế gian ngoài kia. Vâng. Thì tuyệt vời thôi.
Và cái mô hình đó là mình thấy là đang rất là tốt, mình Phật giáo mình đang làm tốt cho quần chúng, cho nhân dân. Vâng, và điều đó sẽ góp phần nuôi dưỡng những ý thức giác ngộ từ sớm. Khi mà chúng ta có ý thức giác ngộ từ sớm, đến với hành trình tu tập một cách đúng đắn, thì có lẽ là cái sự bình an sẽ đến cho cuộc sống của chúng ta, và những cái hạt mầm sẽ được tiếp tục lan tỏa và chia sẻ. Và những bạn trẻ rồi dần dần họ cũng sẽ phải trải qua những bước ngoặt trong cuộc đời của mình, đúng không anh? Nhưng mà quan trọng hơn hết là những ý thức giác ngộ và hành trình tu tập đúng đắn sẽ đưa họ đến những bước ngoặt đúng của cuộc đời. Cái điều quan trọng nhất là bước ngoặt từ tối mà đi ra sáng. Cùng với sự đồng hành của Phật Pháp, ở trong khoảnh khắc này, anh Đỗ Tài có thêm những cái tâm tình gì để chia sẻ với khán giả truyền hình của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời trước khi nói lời tạm biệt ạ? Thứ nhất là trong môi trường Phật Pháp, đối với những người khổ đó, hoặc là không khổ thì hãy đến với chánh pháp, sẽ tìm cách giải khổ trong đó. Và không khổ thì bình thường thì vẫn phải đến với Phật Pháp. Những cái búp sen từ bi đó sau này đó, sống trong chánh niệm và sống trong sự an lạc, nó sẽ có những cái phát minh rất là tốt, thành những người tài cho xã hội, cho đất nước, phát huy cái tố chất dân tộc, được nâng lên, được làm lên một cách mới hơn và phát triển tốt. Thì cái hạt giống năng lượng này phải cấy vào từ trong những đứa bé, và nó sẽ nở ra những nhân tài cho đất nước, và cái đất nước này nó tươi đẹp lên trong tương lai. Và lưu ý nhất cái bài kinh Kalama. Kalama là chớ vội tin điều gì, dầu là truyền thống để lại, dầu là do nghe tuyên truyền, do người đó là người nổi tiếng, do người đó là người thân cận tôi, vân vân, những mà hãy dùng cái suy nghĩ chiêm nghiệm của mình, khi thấy cái đó là thiện pháp, là đem lại phước lành thì hãy hành trì. Thì cuối cùng con người cũng đi tìm tới hạnh phúc thôi. Thì đó là cái điều mà tôi muốn gửi đến nhất là các bạn trẻ. Dạ, xin chào. Rất là trân trọng sự xuất hiện của anh Đỗ Tài trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Một họa sĩ, một nhà biên kịch luôn luôn với nỗ lực tu tập cho cuộc sống của mình và hướng tới những giá trị tốt đẹp để gửi gắm vào những tác phẩm nghệ thuật. Và anh đã sẵn sàng chia sẻ những điều quý giá anh đã chiêm nghiệm được trong hành trình cuộc đời của mình để đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay, để Thùy Linh và quý vị khán giả có duyên lành để có thể tiếp nhận, và chúng ta tiếp tục gieo thêm thật nhiều những hạt giống thiện lành, và cùng với ánh sáng của Phật Pháp, chúng ta sẽ có thêm niềm tin vào những nỗ lực của bản thân. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Hẹn sớm gặp lại khi mà chúng ta lại có thêm những mối lương duyên mới, và khi đó chắc chắn rằng sẽ được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện chiêm nghiệm mới từ anh Đỗ Tài. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh. Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời. Và luôn luôn là như thế, những cuộc gặp gỡ trong chương trình khép lại, nhưng mà chắc chắn sẽ tiếp tục mở ra thêm rất nhiều những hành trình chiêm nghiệm của mỗi người để chúng ta đón nhận những giá trị bình an và tốt đẹp ở trong cuộc sống. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc trò chuyện tiếp theo cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời.